Không biết là có ai nói là hai vợ chồng có cái gương mặt cute không ạ? Dạ, chào chị Thanh Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Văn Lực. Hiện nay là đang công tác tại tàu kiểm ngư 210, chi đội kiểm ngư số 2, Bộ Tư lệnh Vùng 2, Hải quân. Và đây là vợ em. Rồi. Dạ, em xin chào chị Thanh Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là Trần Thị Liên, hiện tại là em năm nay 25 tuổi, đang công tác bên công nghệ thông tin tại công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Hai vợ chồng có chữ L. Thế thì hai vợ chồng cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Năm 2018 ấy, thì em đang đi học tiếng Anh tại trường Học viện Hải quân. Trường ấy thì có hội đồng hương ở quê, quê em ở Thanh Hóa. Thì có hội đồng hương quê thì có người em ấy, là đồng đội của em ấy. Thì lúc đấy thì em mới vào Facebook để xem. Thì trong cái Facebook đó có cái gợi ý kết bạn. Nhưng mà em không kết bạn với vợ, mà là em vào em xem trang cá nhân thì thấy ảnh đại diện thì cũng xinh. Kết bạn chứ? Không, em không kết bạn luôn, em chỉ nhắn tin làm quen thôi. Mà nhắn tin làm quen của em đơn giản lắm. Em nhắn tin chữ ê và cái mặt cười thôi. Để đấy thôi. Rồi Liên có trả lời liền không? Với một cái tin rất dài, ê và mặt cười. Dạ thưa anh chị, thì ban đầu thì thấy tin nhắn ấy thì mình cũng hơi bất ngờ, sao mà ai làm quen mà lại nhắn tin kỳ vậy. Thế rồi sau đấy thì em không trả lời. Thế sau rồi anh nhà em lại vẫn tiếp tục nhắn tin tiếp. Rồi lần sau chắc là e dài hơn không? Dạ tin dài hơn sao? Dạ thì lần sau thì em lại nhắn tin đơn giản hơn, là em chỉ gửi các nút like thôi. Và gửi rất là nhiều cái nút like. Rồi sao? Rồi lúc đó làm sao em? Dạ lúc đấy em thì tiếp tục im nữa. Dạ vâng, tiếp tục im lặng để xem ai đây mà sao mà kỳ lại ghê. Kỳ ghê luôn á. Thằng bé cũng can đảm ha. Em cứ nhắn tin bảo là hỏi sau đấy thì em hỏi thế là em quê quán ở đâu. Thì thực ra là em đã biết vợ em nó ở cùng quê với em rồi. Thì nhắn tin quê quán ở đâu thì vợ em bảo ừ ít ra thì cũng nhắn tin lịch sự như thế đi. Sau rồi mới là trả lời. Mà sao em lại trả lời? Em cũng không biết, ngày xưa em cũng thích bộ đội lắm anh. Dạ. Em nhìn hình em thấy dạ, mặc đồ bộ đội. Anh để hình bộ đội. Đẹp trai không? Avatar đẹp trai không? Dạ, đẹp trai. Biết ngay. Anh định nói y chang em luôn. Anh nhắn tin làm quen thì em cũng chờ xem anh trả lời cái như thế nào nữa. Rồi sao cái phần mà các bạn nhắn tin cho nhau đó thì đến bao lâu thì Liên với Lực gặp nhau ở ngoài đời? Ở ngoài Nha Trang. Thì nhắn tin ít nhất là cũng phải cỡ 5 tháng. Thì, 5 tháng? Dạ, 5 tháng vào đúng vào cái hôm 23 ông Táo ấy. Thì em về quê. Về quê ăn Tết. Về thì lúc đấy thì hai vợ chồng lúc đấy mới gặp nhau. Ủa, nhưng mà Lực đó là Lực ở đâu? Dạ, lúc đấy thì em đang đi học ở Học viện Hải quân Khánh Hòa. Dạ. Từ Khánh Hòa về Thanh Hóa. Dạ vâng. Rồi về quê rồi hẹn gặp người đẹp nữa thì lúc đó nó như thế nào ạ? Kể thì, tiếp cho anh nghe đi. Thì cái lúc em về quê thì thực ra lúc đấy cũng chưa yêu nhau đâu, chỉ xem là bạn bè thôi. Thì về quê thì cũng ra nhà chơi. Thì lần đầu tiên ra nhà thì mình mua hộp bánh, có chút quà thì cháu gửi cô. Thì ra thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Nhưng mà anh thường hỏi á, là hỏi cái cảm xúc của bạn á khi mà bạn lần đầu tiên bạn gặp bạn Liên này ở ngoài đời á. Thì lúc đi về nhà chơi á, thì lần đầu tiên gặp luôn, bước vào nhà thì bảo rất là bất ngờ luôn. Sẹt đánh không? Xinh hơn trong ảnh không? Vâng, vẫn sẹt rất là như xinh luôn. Dạ. Em muốn biết Liên có ấn tượng gì về chàng trai này không? Có chứ. Anh cũng vậy đó. Thế Liên thì sao? Thưa anh chị, thì hôm đầu tiên gặp anh Lực thì hơi bất ngờ. Ở ngoài thì anh vẫn đẹp trai như trong ảnh ấy. Vì đến bây giờ anh vẫn đẹp trai mà. Rồi à. Nguyên cái mùa Tết có đi chơi chung với nhau không? Dạ cũng đi có mấy hôm thôi anh. Nghĩa là hai bên cũng có nội ngoại đấy ạ. Sau đấy mùng 6 thì anh mới vào phép. Em thì lại vẫn tiếp tục ở đây, rồi cũng yêu xa vậy ạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đi cùng với ảnh là em đã mến ảnh rồi đúng không? Dạ vâng, chắc là em thích anh trước. Và chờ ảnh coi như là ngỏ lời là chấp nhận liền đúng không? Dạ. Mà ổng là im lặng. Đúng chưa? Dạ. Im lặng bao lâu? Bao lâu mới tỏ tình? Từ cái thời gian Tết ấy thì thực ra phải hơn một năm sau cơ. Bởi vì lâu thế?
mình lúc đấy đang độc thân thì cũng không ai quyền kiểm soát mình, cho nên là cũng có nhắn tin với một vài người thôi. Sau hơn một năm thì mới bắt đầu tỏ tình, mà thực ra thì em tỏ tình thì cũng không lãng mạn lắm như người khác. Tầm cỡ khoảng tháng 6 năm 2020 ấy, thì vào ngày thứ bảy thì có đi ra ngoài liên hoan với bạn bè. Thì sau đấy thì mình cũng có sử dụng rượu bia rồi, thì lúc về nhà cỡ khoảng 21:30 thì đơn vị điểm danh xong vào đi ngủ, thì với nhắn tin đơn giản thôi, thế là bảo em làm người yêu anh nhé, em làm người yêu anh nhé, cũng mỗi thế thôi. Thế là xong thì bên kia trả lời sao? Vợ trả lời bảo sao lại tỏ tình qua Facebook thế này. Thế là em mới bảo là thế thì anh xin lỗi, thế thì em lên Zalo đi để anh tỏ tình. Thế thì vợ em bảo anh vẫn chưa hiểu à? Thế là em bảo anh cũng hiểu rồi, anh xin lỗi. Thế thì bây giờ muốn như thế nào? Zalo với Facebook không được thì hay là bây giờ ta lên mạng Twitter để tỏ tình. Đấy. Nó ngồi chán qua Instagram. Em cũng hiểu ý của vợ em là muốn, cũng phải muốn là lãng mạn một chút. Đúng, nhưng mà đúng thực ra rồi. Thì vâng, thì em lúc đấy là em đã hiểu rồi. Thì là em muốn trêu vợ em một chút thôi. Vâng, nhây. Bởi vì cái lúc đấy khoảng cách nó quá xa nhỉ. Em ở trong Vũng Tàu mà vợ ở ngoài kia, khoảng cách cả hơn 1.000 km, mình không có cách nào để tỏa tình. Em nằm đợi tin nhắn của vợ trả là nhắn tin thì cũng không thấy nhắn tin lại, vì lúc đấy đến sáng thì cũng đã sử dụng rượu bia buổi tối rồi, thì mình ngủ đến sáng thì cũng không thấy tin nhắn đâu. Thì đến lúc khoảng 7 giờ ngày Chủ nhật thì vợ mới nhắn tin: ê ngốc dậy chưa, ê ngốc dậy chưa. Thì lúc đấy là em đã hiểu là vợ đã đồng ý rồi. Không tự vậy. Ủa nhưng mà thật ra là Liên ơi, dạ, em nhận hai cái cú tỏ tình qua mạng xã hội như vậy á, em có giỏi không? Dạ em thì em biết là tính anh Lực là hơi nhây rồi, cho nên em cũng hiểu là anh nói như vậy là em hiểu. Nhưng mà thực ra thì em hỏi anh Lực, nhưng mà em thì vẫn hiểu là hai vợ chồng là vẫn khoảng cách. Thì vợ chồng em thì yêu xa, gặp nhau cũng không được mấy á, phải chờ phép hoặc là Tết thì mới gặp được nhau. Cho nên là anh nói vậy thì em cũng không có giận gì đâu. Rồi cái việc mà mình có người yêu, mình có chia sẻ cho bạn bè trong doanh trại, chia sẻ cho thủ trưởng rồi nghe rồi, có làm tiệc ăn mừng gì không? Dạ có chứ anh. Sáng nhận được cái tin nhắn đấy thì mình cũng đã cảm nhận được, thì chắc là vợ đã đồng ý rồi. Thì buổi tối đây thì có rủ mấy anh em đi ra ngoài quán, bảo hôm nay mời. Thực ra cũng không biết là nội dung gì đâu, thì em cũng không nói, và hôm nay mời ta liên hoan một số chuyện nhỏ nhỏ thế thôi. Bây giờ là quý vị và đặc biệt là những anh bạn của Lực đó, ngày hôm nay mà có coi chương trình này thì tới bây giờ các anh mới biết rằng là đó là cái tiệc mừng ảnh có bồ. Sau một ngày hôm đấy thì em đổi ảnh đại diện luôn. Đổi ảnh đại diện luôn. Đổi ảnh đại diện chúng quyền luôn. Dạ. Là ảnh hai người chụp với nhau. Không, ảnh của vợ em thôi. Ồ, ảnh vợ thôi. Trời ơi, đáng yêu thế. Dạ. Vậy là xong hai người có gặp nhau thêm nhiều lần nữa trước khi mình đi đến quyết định là sẽ về một chung một nhà không? Hai vợ chồng em thì từ lúc yêu đến lúc cưới là 3 đợt. Ồ, 3 đợt đi phép. Trời ơi, vậy là yêu nhau bao nhiêu lâu để cưới? Thì nếu mà tính chính xác thời gian yêu nhau, từ thời gian yêu nhau đến lúc cưới thì chỉ có 6 tháng thôi. Ồ. Còn thực ra thì quen nhau thì cũng tận hơn 2 năm rồi. Đúng, dạ, rồi, gần 2 năm. Dạ. Đó. Em cưới vào ngày 24 tháng 1 năm 2021. Gặp nhau chỉ có 3 lần mà em đã đồng ý coi như là làm vợ. Thế thì em có thấy cái khoảng thời gian quá ngắn để mà em quyết định cho một cái cuộc hôn nhân như vậy thì nó có vội không ạ? Dạ, em đến bây giờ thì hiện tại là em không hối hận đâu anh. Ừ. Tính anh Lực cũng rất là yêu thương em. Ừ. Anh tuy là rất là hơi khô khan, tuy nhiên là anh vẫn rất quan tâm. Những cái công việc nhà anh vẫn chăm lo cho vợ con. Em là bây giờ là có một cháu nhỏ là gần 2 tuổi rồi. Ừ. Anh rất là chiều cháu, cưng cháu đến nỗi mà nó rất là theo bố. Cho nên là rất là hài lòng với chồng ạ. Trời ơi, trông cái mặt mãn nguyện thế kia cơ mà. Lực thì sao em? Em có hài lòng với người vợ tuyệt vời này không? Và ngay từ cái lần đầu tiên mà nhắn tin quen ấy, thì em đã rất là hài lòng với vợ rồi. Ừ. Và trong những cái quá trình mà gặp nhau ấy, rồi nói chuyện, trao đổi với nhau về cuộc sống hàng ngày, thấy hai vợ chồng là cũng hợp, toàn là dành những lời có cánh dành cho nhau kiểu này. Nhưng mà nhiều khi có những cái tảng băng chìm ấy anh. Em đang nghỉ quá vậy? Mém quá. Rồi bây giờ từ nãy giờ toàn thấy màu hồng không, mà bây giờ cho chị một ít màu xám đi. Thưa anh chị, thì
Như vợ chồng nào rồi cũng có khuyết điểm cả. Đấy. Thì vợ em thì có cái khuyết điểm rất là cố hữu. Đấy là bệnh nói nhiều. Đôi khi em đi làm về, vợ cứ nói mà đôi khi làm việc ở công việc ở đơn vị thì về cũng là hơi mệt mỏi rồi. Thì vợ cứ bảo là thôi anh quét cái nhà đi, Thì lúc đấy thì em lại về nhà thì cũng tranh thủ làm thêm một chút việc. Thì bảo thôi cứ để đây, tí nữa xong thì anh làm. Thì vợ mới bảo là đi ra đi vào, cái bảo anh quét nhà chưa. Thì lúc đấy là em không nói gì cả rồi. Thế xong rồi đi ra, vợ đi chợ về, bảo ôi sao cái nhà lại vẫn chưa quét. Ừ thôi cứ để đây rồi tí anh quét. Ai không cứ từ từ. Cuối cùng thì vợ em quét. Rồi không? Ủa vậy thật xấu nằm bên nào em? Em nghi quá à. Và tiếp đi nào. Thì trong công việc thì một số cái thì em quyết thì lại chưa hỏi ý kiến vợ ấy. Thì ví dụ như mua một số đồ qua Shopee hoặc là TikTok hay là cái gì đó. Đấy. Thì vợ cũng hay càm ràm. Ông là kể thật xấu của ổng luôn. Có đồ nào mà đặt mua mà mua về mà chưa có xài luôn không? Cũng không giấu gì, anh Thuận có đặt một cái áo trên mạng giá lúc đấy là cỡ khoảng 500-560 gì đấy. Thì người ta giảm giá xuống còn có hơn 99.000 đấy. Thì em mua luôn. Thì về em mặc thì xong đấy em mặc lên thì vợ chụp bánh và chỉ có cười ngày hôm đấy thôi. Dài vậy? Bởi vì quá già và rộng. Thế là vợ lấy cái ảnh đấy là chia sẻ hết cho người nhà này, rồi bạn bè này. Sau đấy là có bạn của em nhắn tin bảo là lúc đấy thì em mới 28 tuổi, bảo là nhắn tin bảo là thế là bây giờ cụ đã 45 tuổi chưa? Thế còn em thì sao? Em có thích mua shopping online không? Dạ em có, em mua nhiều là đằng khác. Đó, thấy chưa? Trời ơi, em nghiện váy luôn á. Hai vợ chồng giống nhau rồi. Quá. Thế bây giờ mong muốn Liên thay đổi điều gì? Đối với riêng bản thân em cảm nhận thì rất là hạnh phúc. Con cái thì cũng đã có rồi, công việc của vợ chồng thì cũng rất là ổn định rồi. Thì cái điểm hạn chế thì mình khắc phục. Cụ thể đi. Vâng, ví dụ như là tiền lương về của chồng thì thỉnh thoảng cho thêm chồng một ít để cà phê, cà pháo với bạn bè. Đấy, em nghe đi. Chưa? Nãy giờ kể em quá trời luôn. Em có ra không thế nào mà em giữ trong lòng được, em phải bung xòe thôi. Em thì anh nhà em có tính là hơi hay là dễ nóng giận. Nhưng mà được cái là anh nóng xong rồi anh lại nhanh nguôi. Có khi là anh lại bắt chuyện trước với mình. Anh thì anh hay gắt. Gắt một xíu, như em là biết tính chồng, anh chồng gắt như vậy là em sẽ im lặng. Thế em lại không có đôi co hay cãi lại gì hết. Chỉ cả là chồng mà nóng là vợ im. Để cho vợ chồng thuận hòa. Sau đấy là em sẽ nói lại với anh lúc nào anh bớt nóng ấy. Trong cái việc mà hai vợ chồng em dạy con á thì nó có mâu thuẫn gì không? Đúng rồi. Đó. Bé nhà em thì hiện tại cũng đang còn nhỏ, nên cũng phải là chưa phải là lớn về việc học hành, bởi vì bé mới 2 tuổi, cho nên là việc dạy con thì hai vợ chồng vẫn đang là hòa thuận và cũng không có mâu thuẫn gì anh ạ. Dạ. Không có mâu thuẫn gì. Nghĩa là hợp đúng không? Dạ hợp. Bé nhà em là bé gái, em rất là cương chiều luôn. Thì mỗi lần mà em cho bé ăn ấy thì em muốn bé ăn nhanh mà ăn được nhiều ấy. Thì em lại bật điện thoại hoặc là tivi cho bé xem. Thì vợ rất là hay cảm ràm. Bảo là cho trẻ con xem sớm như này ấy, thì nó sẽ không tốt. Nhưng mà thực ra là em muốn cho bé ăn nhanh. Ăn nhanh được và ăn được nhiều hơn thôi. Thế thì chắc có lẽ là em không muốn ông xã mình thay đổi điều gì ngoài cái việc là bớt nóng tính ra, đúng không? Dạ, đúng. Là một người vợ quá hạnh phúc đúng. Rồi. Dạ. Mà không muốn... 10 điểm. Không muốn coi như là nói thêm một cái gì nữa. Đúng. Bây giờ là thời gian của hai bạn nói tiếp, nói những lời yêu thương. Qua chương trình của vợ chồng Xuân ngày hôm nay thì cảm ơn vợ là trong những thời gian vừa qua, đặc biệt là thời gian chồng đi công tác dài trên biến và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đã chăm lo con và tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Chúc cho vợ chồng mình thì luôn luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công. Qua chương trình thì cũng chúc cho các quý vị khán giả gia đình hạnh phúc và các cặp đôi đang yêu nhau thì sớm đơm hoa kết trái. Xin cảm ơn chương trình. Còn Liên thì sao? Yeah.
lãng mạn quá, chưa? Tuyệt vời. Em có điều gì muốn nói với chồng không? Anh cứ yên tâm công tác, ở nhà có em và con là hậu phương vững chắc ạ. Anh cứ như thế, cứ luôn đưa cho em là em sẽ lo hết. Rồi, thôi. Chúc cho hai vợ chồng sẽ ngày hạnh phúc hơn nữa nhé. Dạ, dạ. Rồi, anh chị ạ. Cảm ơn em. Dạ, em chào anh chị ạ. Cảm ơn chương trình. Em tuổi rồi, công việc quê cũ. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi, họ tên, tuổi, rồi quê quán nè. Em tên Tuấn, em 592, quê Ninh Bình. Cái gì Tuấn em à? Vâng, Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn. 1992. Quê Ninh Bình hả em? Vâng, quê Ninh Bình chơi. Thì bạn đang sống ở đâu? Em đang sống Hà Nội chị ạ. Rồi chương trình ghi hình cho thành phố Hồ Chí Minh thì em có vào tham gia được không? Đến bao giờ chị ơi? À, lịch gần đây nhất của mình là ngày 28-29 tháng 5. Nhưng mà còn phụ thuộc xem là mình có người phù hợp hay không nữa. À, vâng. Thì thường là báo trước em bao nhiêu lâu thì em có thể sắp xếp được công việc của mình. Thì báo trước em tổng khoảng 5-6 ngày đấy chứ. Ừ. Rồi em đang làm công việc gì ở Hà Nội ha Tuấn ha? Dạ em đi giao hàng chị ơi. Giao hàng là có công ty không hay là em tự làm hay như thế nào? Đây giao hàng ở bên công ty chị ạ. Ừ. Công ty vận chuyển hả? Vâng, công ty vận chuyển chứ. Ừ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tuấn ha? Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là chị. Ừ? Điểm mạnh là cái gì hả chị em? Những cái sở trường, những cái mà mình tự tin khi mình gặp đối phương, mình giao tiếp thì mình cảm giác mình tự tin ở điểm nào nhất? À, em thì nói chung cũng bình thường, em... Chờ em nói chuyện cũng bình thường, em không có gì lại. Rồi có hát hò gì không? Có nấu ăn giặt giũ gì được không? Dọn dẹp nhà cửa gì được không? Hát thì hát với lại nấu ăn các thứ em biết mà. Tức là biết nấu ăn, biết dọn dẹp đúng không? Vâng, biết hát các kiểu nói chuyện. Hát bài gì, hát nhạc gì này? Nhạc trẻ. Rồi hát thử một đoạn nghe coi này. Bây giờ em chồng em đang bị khản tiếng vậy nên là hát được. Rồi điểm yếu của em là gì Tuấn? Nói chung là nói chuyện thì cũng hơi kém chứ. Uống thuốc nhậu nhẹt gì không? Dạ. Uống thuốc có nhậu nhẹt gì không? Không chị ạ, mấy cái đấy thì em không ấy. Trong có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ. Em từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hai chị ơi. Hai mối tình rồi, cụ thể như nào, mỗi một mối tình kéo dài bao nhiêu lâu em? Thì tầm khoảng hơn trước em hiểu một người 2 năm. Xong rồi chia tay, 1-2 tháng là chia tay. Ừ. Rồi sao mà chia tay? Cả không hợp nhau rồi chia tay. Ừ. Rồi em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em nói chung thì cũng mỗi người nói chung là bình thường thôi, không cần đấy nữa. Bình thường là tiếng nào là bình thường này? Bình thường thì chung loại nói chung là công việc ổn định các kiểu thì ấy. Biết tuổi tác ngoại hình thì sao? Đó, ngoại hình em. Tuổi tác ngoại hình. Ngoại hình của em thì nói chung là cũng tầm khoảng đầu 20 mấy tuổi được ạ. Quá. Ngoại hình cao thấp mập ốm sao em? Tầm khoảng 1m6 được, 1m7 thì cũng được. Ừ, 1m6, 1m7. Vâng. Em là cao mét bao nhiêu? Em 1m7 đấy ạ. Ừ. Rồi công việc của bạn gái là tuổi tác và tôn giáo thì sao em ha? Tôn giáo thì nói chung là cái đấy thì em không quan trọng lắm, nói chung là. Ừ. Vâng. Ok. Vâng. Rồi, ok, cảm ơn Tuấn ha. Hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi, thì có lịch hay là có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ sau với em nha. Vâng, vâng ạ. Ừ. Thông tin cơ bản của anh nha, như là họ tên, tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu á? Dạ, em Quỳnh Bình Nghĩa, sinh 1996, nghề nghiệp em tài xế, em đang tài xế đường dài. Em chạy tuyến Tiền Giang Hà Nội, hiện tại em đang ở Hà Nội. Rồi đó là mình chạy ra chạy vô cái tuyến đó là mình chở khách hay là chở hàng? Dạ em chạy hàng, em chạy trái cây. Là mình lấy giấy trái cây là ở dưới Tiền Giang hả? Dạ em chạy trái cây dưới Tiền Giang, em chở ra Hà Nội, hiện tại em đang bốc hàng về. Ừ. À, từ ngoài Hà Nội thì mình chở vô đây là chở gì?
cũng trái cây luôn hả? Dạ, em chở đồ gia dụng. Là một cái chuyến đi đó là của mình là khoảng bao nhiêu ngày? Dạ, một cô em đi khoảng 6 đến 7 ngày. Là mình đi liên tục thì thường xuyên luôn hay là có khi nào mà ngày đi ngày nghỉ không? Từng đi từng nghỉ không? Dạ, một tháng là em chạy khoảng 3 cái hoặc 3 tháng rưỡi. Một tour như vậy đó, em về dưới ngược lại Tiền Giang em được nghỉ 2 ngày. Rồi vậy mình chạy xe đường dài vậy rồi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi, mình cứ đi vậy hoài á? Dạ em đi vậy hoài, từ ngày mà em làm tài xế tới nay em chỉ còn trước đó em còn đi học, cái lúc còn nhỏ em có quen được 4 mối tình. Sau này em làm tài xế em quen được một người nữa, rồi từ 4-5 năm nay em không có quen ai. Rồi cái mối tình đó làm sao mà mình chia tay? Dạ nguyên nhân là do mình không có thời gian, em chạy nhiều khi em không có thời gian ngủ nữa. Đâu có thời gian đâu mà như mình đi chơi như thế nào đó, mình không có thời gian nhiều nên không hợp với nhau chia tay. Ủa mà mình chạy cái này là phải có hai tài xế chứ hay là có một mình em chạy? Dạ xe em chạy hai tài. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ. Em chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của em nha. Dạ. Em đâu có cái gì là điểm mạnh điểm yếu, em cũng là người bình thường giản dị thôi. Còn điểm yếu em là ngủ mà không ai kêu em thức dậy nổi chứ. Trời ơi. Rồi mình lái xe mà mình ngủ mình không thức dậy nổi rồi sao mà được không? Rồi cái anh tài xế kia kêu rồi sao? Em đi hai tài thì nếu mà em chạy mà em ngủ trong cái khoảng thời gian của em đó, một tài chạy 8 tiếng, trong 8 tiếng em ngủ hết 8 tiếng thì số tài của em chạy. Nhưng mà nếu mà những trường hợp em chạy gần, em chạy Cà Mau, Sài Gòn đó, em đi lên thì em ngủ là trừ khi đặt cửa xe em thôi, em là điểm yếu của em nhiêu đó. Dạ. Rồi, nghĩa là mình cứ đi vậy rồi giờ mình quen bạn gái thì mình có sắp xếp được thời gian không? Dạ nếu mà quen bạn gái vậy thì em có thể sắp xếp được thời gian. Nhưng mà thời gian nhiều một ngày trong 20, ví dụ em nói chị nghe một ngày 24 tiếng, em có thể quan tâm được người quen mình quen đó, người yêu mình thì có thể coi 3 tiếng, nhiều khi em không có thời gian ngủ. Nếu mà có thời gian sắp xếp đi chơi một tháng, mình có thể tạo ra 1-2 cuộc hẹn với 3 cuộc hẹn đi chơi cũng được. Dạ. Em chỉ có thể là hẹn đi chơi được thôi, chứ em không có thời gian mà để nhắn tin trực tiếp mà em thì đủ thứ chuyện. Em buông ra rồi em mệt em ngủ. Rồi nhà của mình là ở dưới Tiền Giang hả? Dạ nhà em dưới Bạc Liêu vậy. À, Bạc Liêu rồi, ở dưới đó là rồi mình lái xe từ Tiền Giang là sao, là ở trọ trên Tiền Giang hả? Em ở trên xe. Ở trên xe luôn. Dạ. Rồi ở dưới Bạc Liêu có nhà có cửa gì không? Dạ chị nói sao? Ở dưới Bạc Liêu có nhà có cửa gì, có xe cộ dù gì không? Dạ nhà em thì em chơi út trong nhà, nhà em còn ruộng, nhà em 10 con ruộng. Em có còn một cái nhà mà em ở chung ba mẹ, còn hai cái nền nhà. Em mà con út trong nhà, anh chị ra riêng hết rồi. 10 công ruộng một mẫu. Xe máy em có. Rồi tôi lấy xe này là một tháng là được khoảng nhiêu tiền? Dạ, một tháng em chạy bình quân em khoảng 16 triệu. Rồi là giờ là có đủ nhà cửa đất đai để cưới vợ luôn rồi ha? Dạ. Rồi vậy mẫu người bạn gái mà em mong muốn thì như thế nào? Về chiều cao, cân nặng, tính cách? Em thì nếu mà mẫu người của em thì nếu mà cao trên 1m56 là được. Trên 1m52, 53 là được. Đừng có gầy quá. Rồi về tính cách của bạn đó thì sao? Tính cách của em thì mẫu bạn gái thì hòa, có thể là cá tính cũng được. Rồi về quê quán hay là công việc của bạn đó thì như thế nào? Nếu mà
yêu cầu của em thì công việc của bạn đó em không có yêu cầu công việc, nhưng mà nếu như mà bạn đó có là công nhân, nếu như mà là công nhân đó thì công nhân tại quê nhà, chứ không phải là công nhân bỏ quê nhà đi lên Sài Gòn là công nhân, là em không có đồng ý. Em như vậy em chỉ thích là nếu có là công nhân tại quê nhà, còn nếu như công việc ngành nghề gì cũng được, em không quan trọng. Rồi có muốn bạn đó quê ở đâu không, quê ở Bạc Liêu, Tiền Giang hay đâu thì được với em. Dạ, em thì em một bạn xa làm nói chung là cũng xa, cũng thời gian mình cũng gặp nhau nó phải cho nhau cảm giác nó vui hơn thì như vậy, nếu mà trong vòng cái đồng bằng sông Cửu Long của em là được. Còn về tuổi tác của bạn đó thì sao? Dạ, nếu mà tuổi tác từ 25 đến 30. 25 tới 30. Dạ. Ủa, 30 là lớn tuổi hơn em phải không? Dạ đúng, em thì hôm nay em cũng 29 rồi. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của em với chương trình nha. Thì bên chị có lưu lại những thông tin của em rồi, nếu như có bạn nào mà phù hợp với Nghĩa thì bên chị sẽ liên hệ lại nha. Dạ. Công việc của mình nha. Giờ luôn à? Đúng rồi, mình bắt đầu luôn. Mình tên là Khuất Duy Mạnh, năm 95 ở Hà Nội. Là hiện tại là mình đang làm gì ở Hà Nội? Làm sân nhà. À, vậy thì nếu mà chương trình ghi hình ở Sài Gòn thì mình có vào được không? Chắc được, cố thủ chết. Rồi, Mạnh là quê của mình là ở đâu? Huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. À, là nhà Hà Tây. Rồi, ok. Em làm sơn nhà là làm cho công ty hay như thế nào? Làm gọi làm tư nhân theo công trình nhà nước, điều thứ thì ông chủ nhận. Rồi, Mạnh trước giờ là đã từng yêu ai chưa? Trước thì có rồi, nhưng mà chê nghèo mới là điều thứ người ta không... Đấy, mới cả một chuyến đò. À, là đã từng lập gia đình rồi hả? Rồi. Rồi là lập gia đình là mình có con chưa, rồi lý do làm sao mà mình lại chia tay? Chưa có con, nhưng mà lý do chia tay là cô ấy lừa dối nhiều quá. Toàn giả vờ mang bầu, bị bệnh nọ bệnh kia. Không chịu làm nên thôi. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái thì trong chuyện tình cảm chung thủy là được. Biết trên biết dưới là được thế thôi. Rồi tuổi tác vùng miền của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì cứ lớn tuổi được mà ít tuổi được, cứ tầm đầu chín là được. Rồi bạn gái đã từng lập gia đình có con này kia thì vẫn được đúng không? Vâng. Rồi mình có quen xa được không hay là chỉ ở khu vực ngoài Bắc thôi? Ngoài Bắc được mà không có thì đành ở xa được. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn nhanh đầu tiên thôi, để chương trình xem thử là mình có phù hợp để lên truyền hình hay không ha. Rồi nếu mà mình phù hợp với chương trình thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Rồi ok, cảm ơn Mạnh nha. Rồi em ấn nút đỏ thoát cuộc gọi. Dạ rồi, em chào anh nha. Đầu tiên thì anh cho chương trình xin những thông tin cơ bản của anh như là họ tên, tuổi, nghề nghiệp và anh đang ở đâu nha. Em là Mai Đức Thành. Em sinh năm 1993, em ở Thanh Hóa. Rồi Khánh, mình đang làm nghề gì? Em làm cơ khí ạ. Cơ khí hả Khánh? Dạ. Khánh làm nghề gì? Em làm sửa chữa container ngoài cảng. Rồi chương trình thì ghi hình trong Hồ Chí Minh, thì không biết là Khánh có thể sắp xếp vô Hồ Chí Minh để mình ghi hình được không? Được. Rồi mình chia sẻ về điểm yếu điểm mạnh của mình nha Khánh. Em thì chỉ có ít nói thôi.
Rồi mình cứ tự do thoải mái chia sẻ thông tin của mình đi, tại vì mình lên chương trình thì mình cũng phải nói chuyện mà, chứ mình đâu có ngồi không được đâu. Dạ, tại em giao tiếp kém lắm. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là như thế nào? Ngoài ngoài cái điểm yếu là mình ít nói ra rồi còn có gì nữa không? Em có mỗi cái ít nói. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, vậy điểm mạnh của mình là gì Khánh? Điểm mạnh của em là chịu khó làm, nhưng mà em làm cái gì làm. Rồi vậy mẫu người bạn gái mà mình mong muốn thì như thế nào? Người bạn gái của em chỉ là ở gần của em, nhưng mà không phải cách xa, cứ địa lý thì dễ nhìn được. Rồi còn chiều cao cân nặng hay gì là công việc thì như thế nào em? Em cao 1m72, nặng Mong muốn mẫu người 56 kg. bạn gái á, mong của mẫu người bạn gái á. À, nói chung là ngoại hình thì dễ nhìn được, còn chiều cao cân nặng như nào được. Rồi đường tình duyên của mình sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chỉ có mỗi cái là cái tình thôi. Em là em trước một em trước thì là có vợ rồi, nhưng mà kiểu thì nói chung là nó hơi tế nhị lắm, chia tay. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của Khánh với lại chương trình nha. Bên chương trình có được những thông tin của Khánh rồi. Nếu như có bạn nào phù hợp thì bên chương trình sẽ liên hệ lại nha. Dạ em tên là Thành.